Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, thôi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu mình đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Kim Ái. Năm nay là 30 tuổi. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm việc trong phòng tài chính kế toán tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi ngày đi đi về về hả em? Tại vì bên em có xe đưa đón hàng ngày á chị. Mời bạn trai. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia ha. Rồi, chào bạn. Em tên Trần Hương Bình, năm nay 39 tuổi, đang làm công việc về sáng tạo và kinh doanh. Sáng tạo là sao Bình? Em chế những cái sản phẩm mới. Em có một sản phẩm bán ra thị trường luôn rồi, là một bộ ghế với bàn đa năng cho anh nằm, anh ngồi, nhưng mà nó xếp lại như cái vali à. Bạn gái, bạn hãy nói cho bạn trai biết mình có những ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, em khá là có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Còn khuyết điểm? Em sợ rắn chị. Rắn thì ai mà không sợ, có gì nữa không? Dạ, em hơi bị cầu toàn. Cầu toàn thì cũng tốt chứ, nhưng mà đôi khi nó cũng cầu toàn quá mức. Dạ, cũng gây trở ngại đúng không? Thực ra nói về ưu điểm hay khuyết điểm á, nó không quan trọng. Cái mà em cần suy nghĩ rất là, thứ nhất phải biết lắng nghe, thứ hai là biết sửa chữa. Không, nói sửa chữa không đúng, là biết thay đổi thôi, chứ chắc là sai, nhưng mà mình thay đổi cho hợp với cái môi trường mình cần. Đúng rồi. Và thứ ba, đừng có để bụng. Nhiều khi người ta nói mình để bụng, mình chưa sửa được gì hết đó, mà mình đã lo mà mình chửi người ta rồi, không để được bụng, mình ghét ta. Đúng rồi, ghét người ta thôi. Bởi vậy nên chỉ cần ba quan điểm đó, và đời sống gia đình cần ba quan điểm đó luôn. Đúng. Em có cái tật xấu gì không? Thật ra các tật xấu em thường em biến nó thành cái cơ hội. Ví dụ ngày xưa em là người rất nóng tính. Mỗi lần nóng tính nó có một cái khí nâng từ đan điền nó lên người mình thấy rõ luôn. Và em nhờ cái đó em kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Lúc đó em đi ra ngoài, cái bà vé số mình để xe trước của bà, bà ngồi bà chửi mình. Mình nhìn bà nói, ủa sao bà cái miệng bà chửi mình dễ thương thế? Ha, hay, cái này hay. Đó. Cái này rất hay. Anh nghĩ anh sẽ thử làm cái điều này. Thử xem ai chửi mình cứ nói trời dễ thương quá. Như vậy mình yên tâm rồi. Và mình biết được sử dụng cái nóng tính của mình để làm một cái thế mạnh. Thì anh thấy cũng rất là hay, nhưng đừng hại gì người khác cả. Đúng rồi. Ô, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết anh Quyền Linh ơi. Ồ, không lẽ trong suốt khoảng thời gian từ trưởng thành đến bây giờ không có rung động trước một anh chàng nào sao? Dạ có, em xem truyền hình á, trai đẹp nhiều lắm thì cũng có thích. Thấy người ta hôn nhau trong phim, em có trong người em có khó chịu không? Dạ cũng có. Cũng có. Vậy là mình chưa có nụ hôn đầu đời nào hết đúng không? Dạ. Em cảm giác thế nào khi mà cô gái đó 30 tuổi mà chưa được một lần hôn, một lần nắm tay, chứ mối tình nào hết? Vậy thì giờ có muốn chưa đã? Bây giờ muốn chưa? Đó, dạ, anh hỏi. Muốn rồi thì em mới ở đây. Thật sự em cũng bị trường hợp đó, là không có sự muốn, em bị đam mê cuốn. Tức em lo cái khát vọng, cái đam mê của mình nhiều thôi. Khi em có nhiều cơ hội rồi, cuối cùng mấy cô đó cũng đi lấy chồng hết rồi, vẫn chưa thấy đến mình. Nhưng mà có một mối tình nào mà sâu đậm chưa? Cái mối tình đó nó cũng hơi lãng xẹt. Có nghĩa là cái cô đó thực ra mình không thấy đẹp chỗ nào hết. Mà cái anh bạn trong nhóm đó, nó cố nó đẹp. Thế là trong lần đi chơi nói, người ta nói đẹp thì mình cua thử. Thế là cua thành công. Thì hai đứa đi chơi một thời gian em thấy đẹp thiệt. Có nghĩa rằng là bản thân mình hấp dẫn người đó bởi vì rằng mình có thời gian và mình yêu thương người đó, mình thấy đẹp. Chứ không phải cần người đó đẹp thật sự. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ bạn gái, bạn muốn tìm cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào vậy? Thưa anh Quyền Linh, là chỉ cần cao từ 1m65 trở lên, có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình, cầu tiến và có lập trường ạ. Dạ anh đủ á. Thấy đủ đó, bây giờ đủ có đủ cái nào khó không em? Có gì khó nói luôn đi, anh biết cách thay đổi mà. Nói luôn đi, em không thích cái gì ở người đàn ông. Dạ, nói luôn. Em không thích thì hơi nhiều một chút xíu nha anh. Không thích hút thuốc. Anh từ trước giờ không hút thuốc. Hay thử quá. Mà không được. Vậy hay quá. Cái thứ hai á là em không thích nhậu nhẹt nhiều. Anh hoàn toàn không thích các cuộc nhậu. Anh thích là người thuộc về đời sống gia đình. Vậy thì quá tốt vậy anh. Em không thích người gia trưởng. Gia trưởng với các cháu anh á, anh nói một câu phải nghe, nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe. Thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là mình biết lắng nghe nhau. Em cũng đồng ý với anh. Cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ. Nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em. Nếu anh đến vợ lâu. Không, nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ. Anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng, nhăng nó riêng.
Nhưng mà em đam mê công việc quá, bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không? Trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em. Em đang kêu gọi vốn. Tại vì em có hai công việc, một công việc phụ, một công việc chính. Thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều. Công việc phụ và công việc chính là gì ạ? Thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá. Dạ. Bên đó thì thu nhập cũng rất là cao. Rồi xong rồi tự nhiên Tết năm ngoái mất 20 triệu. Em tức quá, em nói tại sao mình để mất 20 triệu. Thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó, chứ không phải là mình cần tiền mà phạt mình thôi. Thế là em đăng ký chạy Grab. Chạy Grab đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại. Trời ơi, chạy Grab gì mà 2 tháng được 200 triệu. 200 triệu. Bên kia tôi nghe chạy Grab mà 200 triệu. Em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ tiến tới được với bên nhà gái? Trong năm sau thôi. Thiên thời thì là nhân hòa em có đủ hết rồi. Lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngay quận 3 đó. Nhưng mà thực sự ra em không muốn ở đó. Khi lập gia đình, khi có tài chính tốt, em sẽ thuê một căn hộ cao cấp. Em có một cái tư duy rằng không mua nhà. Tại vì cái tiền mình đầu tư á, nó lợi hơn nhiều so với mua nhà. Tại sao mình uổng tiền vào đó? Mình thuê một căn hộ khoảng 10-15 triệu. Còn bao nhiêu cho vốn thì mình mở những cái dạng đầu tư là nhuận cao hơn nhiều. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm. Nhưng mà nhiều khi đàn ông người ta kinh doanh, người ta muốn mạo hiểm, muốn phát triển thì cũng được. Đó tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi. Bạn trai, bạn muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em có bốn cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái. Thứ nhất, nhìn cái vẻ ngoài á, em thấy thương. Thương vẻ ngoài nó có ba phần lận. Thứ nhất á, là cái khuôn mặt, cái hình dáng làm người ta thấy thương thì cái đó ai cũng dễ nhìn rồi. Thứ hai là thần thái, cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa. Và thứ ba là tướng số. Tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi cuối cùng không chọn ai luôn. Tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng. Thì cuối cùng em buộc bỏ hết hoàn toàn suy nghĩ. Có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại. Mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả? Bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á. Bỏ cái đó bỏ đi rồi ha, để coi cái thần thái sao. Ồ, chào thần thái giùm em. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây? Dạ, em thấy anh á, suy nghĩ cũng khá là giống em. Nhưng mà không biết là anh có hơi khó không? Thực ra anh không phải người khó tính. Đã nói là người đơn giản, có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à. Vấn đề là do cái thần thái hai bên gặp nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ dì với lại anh họ. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái. Tôi nhận thấy là bạn trai có vẻ hơi khó tính. Thì không biết là sau này như thế nào. Thì giờ trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi xin hết. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Rồi, chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái. Như hồi nãy nghe bác mẹ của chị có nói là anh Bình khó tính á, thì cho mình được làm luật sư của anh trai mình một xíu. Từ nhỏ lớn mình biết cái chia sẻ của anh là anh không có che đậy. Nếu tôi có xấu thì tôi cũng show ra để xem coi là bạn có chấp nhận được không. Và anh không nhậu, không hút thuốc lá là thật sự 100%. Cuộc đời của anh Bình nó rất là thú vị, bởi vì anh là người dám đi trên con đường mà mình lựa chọn. Cái đó là cái lúc nào mình cũng rất là phục anh. Anh Bình là người rất là cầu thị. Tức là ngày hôm nay anh có thể có khuyết điểm, nhưng mà anh lắng nghe. Có thể là lúc anh lắng nghe anh bực mình, anh cãi hoặc là anh không có hài lòng. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại, và càng lúc mình càng thấy anh có một cái bước tiến trong cái cuộc đời cá nhân hoặc là trong cái công việc của anh. Chị thì là làm về tài chính kế toán, còn anh Bình thì có thể coi là một cái dạng startup. Nó rất là nhiều cái thách thức. Bản thân mình cũng đã làm, mình biết cái công việc tài chính kế toán nó ổn định và đôi khi nó đòi hỏi cái độ chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ rất cao. Và nó cũng hơi tẻ nhạt. Cái đó là cái điểm khác giữa anh Bình với lại chị. Nhưng mà mình nghĩ á, khi mà hai người đến với nhau, cho nhau cơ hội á, thì nó sẽ rất thú vị. Vì hai bức tranh khác nhau ghép lại, cuộc sống mình nó sẽ đa dạng hơn. Dạ, em rồi, cảm ơn em. Mình sẽ hay có quá. Lực sư quá giỏi. Nếu như có cơ hội thì Bình sẽ là một cái con người phát triển rất là tốt. Anh tin rằng là hai bạn gặp nhau sẽ tạo ra nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm xúc rất là thú vị ha. Chúc may mắn. Thật ra ăn thua cũng là tùy cảm xúc của mình thôi. Để anh giới thiệu về mình qua một món quà. Anh tặng em một cục đá. Đây là một hòn đá tự nhiên thôi, lượm ngoài sông, ngoài suối, ngoài biển đầy hết. Nó đơn giản như anh. Và nó cứng rắn và nó chắc chắn. Nó sẽ là một điểm tựa cho em rất là tốt.
nó có những đường vân nữa, bạn nhìn rõ. Đó là chuyện của tự nhiên. Dạ. Chuyện của anh là đưa nó một cái nút nhấn. Nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương. Em thấy hương này hợp với em không? Dạ, cũng khá là dễ chịu. Em cảm ơn anh. Cái này chắc tặng anh chứ gì? Dạ, cầm đúng rồi, tặng cái này em tặng anh ạ. Cảm ơn em. Lần đầu tiên gặp bạn gái thì em cảm nhận như thế nào về người đối diện? Em cảm nhận về thần thái nhiều hơn. Gương mặt á, nó tươi, nó thể hiện một cái sự thoải mái của cuộc sống. Nhưng mà ánh mắt còn hơi yếu. Thật ra những người mắt nhỏ đó là một điểm yếu. Ê, anh cũng mắt nhỏ, em mắt nhỏ. Có thể là bị cận anh. Dạ, em thấy anh cũng có một số điểm tương đồng với em. Anh có một cái quan điểm về gia đình. Thứ nhất là mâu thuẫn để phát triển. Em nghĩ vậy không? Cũng mâu thuẫn hả? Để phát triển. Đừng có sợ mâu thuẫn. Cứ nói ra những gì mà mình thấy sai mình cứ nói. Cuộc sống mình sẽ thay đổi dần mà mình phát triển. Và thứ hai đó, hành động phải hơn tâm một chút xíu. Ví dụ anh thương ba anh lắm, ba anh ở bên Đức. Dạ. Anh tiễn ba anh ra phi trường, anh đưa ba anh ra tận xe taxi, không đi chung. Khi đó là yêu thương vừa đủ hành động bằng với tâm. Nhưng hành động hơn tâm là gì? Nếu anh chịu khó anh đứng lại, anh nhìn cái xe taxi rời khỏi tầm mắt, đó là hơn tâm. Sau này nó sẽ hơn nữa, anh lên taxi đi với ba anh ra phi trường, hơn nữa anh dám vô phi trường. Còn nếu anh không làm thêm hành động để hơn tâm thì không bao giờ tình yêu anh nâng lên được hết. Bây giờ chị nghĩ như nào, trò chuyện hoài cũng không hết nữa. Đúng rồi. Thay đổi không khí, em hát tặng anh ấy một bài hát đi. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Quá hay luôn á. Quá hay. Mình muốn về anh đánh đàn cho em hát. Anh Bình ở đây á, một con người về trong tình yêu á, thì nó chưa được đạt. Nhưng mà để một con người phân tích công việc làm ăn á thì anh Bình hơi bị giỏi. Hai người dựa vào nhau thì anh nghĩ cái sự phát triển của Bình rất là ok ha, làm ăn kinh tế tất cả mọi thứ rất là tốt. Như vậy tình yêu thì hãy để em lo, anh nghĩ là như vậy. Bấm vì trái tim của mình, chuẩn bị, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Em xin lỗi, tại vì em cảm thấy là em chưa có hợp với anh cho lắm. Còn em trai? Thực ra em bấm nhưng mà bấm chậm hay sao á. Đó cũng là cái duyên thưa quý vị. Có bấm nhưng nó cũng không cháy đèn. Biết đâu có những người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho anh, sẽ bấm nút cho em. Chúc hai người sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị.